chúng ta sẽ có món cả món cánh gà nè, rồi chúng ta sẽ có món tôm nè, món cua nè. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sobo TV. Yeah. Hôm nay có thành viên mới, đó là chị Nhi và em Soda. Hai người hôm nay sẽ làm món gì cho cả nhà ăn đây? Đây là món trái cây, đây là bí đỏ, đây là thanh long, đây là dưa hấu, đây là dâu tây, còn đây là ớt, còn đây là khế. Đây là trái hành tím, à. Còn đây là trái ổi. Rồi, hôm nay có chúng ta sẽ có món cả món cánh gà nè, rồi chúng ta sẽ có món tôm nè, món cua nè, có còn món tôm luộc vỏ nè, rồi bắp nữa nè, cà chua nè. Rồi, từ trước hôm nay chúng ta có đây có một cái bếp nè. Ồ, cái này là cái cân phải không? Cái cân để cân cái đồ ăn. Cân đồ mới đi chợ. Rồi còn bên này là bộ đồ bếp này, có rất là nhiều, có cả em búp bê nữa này. Đó. Chị Nhi thì bật bếp cho các bạn coi nè. Đó. Bố muốn nhờ chị Nhi với lại chị Soda nấu cho bố món bí đỏ đi. Nấu món canh bí đỏ nha. Chúng ta sẽ thái ra đúng không? Sau đó chúng ta rửa đi đúng không? À, rửa đúng rồi. Rồi, cho vào nồi đúng không? Chúng ta cho vào nồi nè. Đó, phải rửa sạch sẽ để ra an toàn vệ sinh nha. Rồi, chúng ta cho thêm một ít nước vô. Đây, chúng ta có thêm nước. Đó. Rồi, chúng ta bật bếp lên thôi. Xịn xò quá. Đảo khô đi nha. Rồi, bây giờ nấu để cho nó trong quá trình nó chín thì chúng ta nấu thêm cho bố một món dâu tây nữa đi. Dâu tây đó. Món xào dâu tây nha. Rửa cho nó sạch. Chúng ta bỏ cái bộ chảo lên. Chín chưa thì chúng ta vớt ra ngoài dĩa đi. Hai món rồi đó. Ô, ngon quá. Rồi chúng ta hấp như vậy là rất là ngon đó. Rồi chúng ta được hai món, được một món rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta đã xếp cua qua bàn đây luôn đi. Cua bàn đây. Và vớt luôn cả món bí đỏ ra dĩa luôn. Vớt món bí đỏ ra dĩa. Đúng rồi, chúng ta phải cẩn thận không là nóng đó. Bye.
chị Soda Thái á. Chị Soda Thái á, thấy bắp nó cho chị nấu, chị để chị luộc bắp nha. Bố. Nhanh lên, bắp Thái á. Rồi, chúng ta bỏ vào nồi. Chúng ta thêm ít nước nữa nha, cho nó chín nha. Đó. Đó. Chị rất là khéo tay đó. Nó bắp này ăn rất là ngon nè. Rồi chị Nhi ơi, bây giờ chị Nhi chiên xúc xích cho mọi người đi. Chúng ta sẽ vớt ra cái dĩa đây. Rồi, đó. Soda cũng chiên xong rồi đó. Ta sẽ chiên đi. Rồi. Rồi. Soda đưa chị vớt ra đi. Đúng là đưa cái gắp cho chị Nhi đâu mà bỏng đó. Đồ nó nóng lắm á. Đó. Em bỏ vô. Chị cầm hết đi. Chị Nhi khéo tay quá. Rồi chị Nhi chiên thêm một món tôm nữa đi. Món tôm. Chị Nhi luộc cua đi cho mọi người đấy. Này, đây là món cua này. Đây có một con cua màu xanh này rất là đẹp nha. Chúng ta chúng ta sẽ nấu canh cà chua nha. Đây là cà chua đây. Bây giờ là nấu xong rồi đúng không? Dạ. Bây giờ này. Các bạn ơi, vậy là Soda và chị Nhi đã nấu cho cả nhà xong bữa ăn rồi. Bữa ăn này có rất là nhiều món, nào là canh cà chua nè, bắp nè, xúc xích nè, rồi cả món bí đỏ nè, hải sản này rất là nhiều. Vậy bây giờ mời các bạn và mọi người hãy cùng thưởng thức với lại mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn. Rồi, ngon quá. Đầu tiên sẽ ăn xúc xích trước nha. Ăn xúc xích nha. Đầu tiên mình cũng ăn xúc xích trước. Đó. Ngon quá. Rất là ngon nha các bạn. Hấu. Dưa hấu. Ngon quá. Rồi, các bạn chào Soda và chị Nhi nha. Chúc Soda và Nhi ăn ngon miệng nha. Bye bye các bạn. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye các bạn.